Xin kính chào toàn thể các bác nhá. Hưng Yên một ngày nắng gió, cuối cùng em bê dây đôi 30, dây kép 30 trong ngoài trời quay review lại với các bác. Như này là hàng mới new full box 100%, để hơi lâu rồi, bây giờ nhìn nó ngớ mắt lắm các bác ạ. Nguyên đai nguyên kiện mới cứng 100%, để nó hơi nâu hơi bụi bẩn. Bây giờ bán với giá là gần như giá cũ nhá. Trước thì em bán là 3 đôi là 15 triệu bao ship, bây giờ giảm giá kịch sàn, xả hết cỡ cho các bác, bởi vì cái phí vận chuyển một đôi nó vào gần 1 triệu rồi. Đấy các bác nhé, tính qua qua khoảng tầm 12 triệu 3 đôi là giá trước, còn bây giờ giá xả kho cho các bác là chỉ có 11 triệu 200 thôi, bán bằng giá gốc, bằng giá nhập 11 triệu 200 các bác nhé. Em không nãi được đâu, bởi vì dây này là dây cao cấp. Đấy, tất cả là đều là dây cao cấp hết, khung khiếc này, khung nhôm này, nhôm là sắt này, còn còn có nỗ đục đây, tay sách bằng nhôm này, ốp bằng sắt này, tay sách bằng nhôm, ốp bằng sắt nhá. Tay sách này nó còn đóng luôn cả gen vào đây. Thùng tất cả ở đây là đều là gỗ dán nhập khẩu từ Malaysia, gỗ cao cấp. Thì một cái em đang để nghiêng hết cỡ, một cái thùng này là nghiêng 12 độ này, 24 này, 36 độ này, như là đang gọi là bắn máy bay này. Còn như này là đang bắn cái gọi là phi thuyền này. Con này là đang bắn cái phi thuyền nhá, cái phi thuyền nó bay lên từ. Con này đang bắn phi thuyền. Còn con này trên này là đang bắn là tên lửa này, con dưới này đang bắn là con hỏa tiễn này. Con dưới cùng là đang bắn gọi là phi cơ. Đấy. Ok. Bây giờ là xả kho 3 đôi là 11 triệu 200 nhá. Là giá tại cửa hàng. Em chỉ có hỗ trợ cho các bác là đóng bao bì thôi. Đóng bao bì là lỗ vốn này. Lỗ. Coi như xả kho lấy tiền để tái đầu tư cái món khác. Con này thì thuộc dạng là rất to và rất nặng nè, một thùng không thôi là 25 cân một chùm trên một cái thùng nhá. Cái thùng trên cùng này 25 cân, thùng giữa 25 cân, thùng dưới 25 cân. Là thùng này là bao gồm là có con kèn, có ốc, có lưới đầy đủ cho các bác. Lưới em đang vứt ở kia kìa, một cái kìa, trong nhà anh em đang dọn đây mặt trước này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, chiều ngang mặt trước tính khung dây thôi nhá, không tính chốt nhá, là vào đúng 1 mét, còn cả chốt trước là vào 1m6. Đấy. Thùng này là sử dụng họng kèn và linh kiện, lưới, linh kiện, họng kèn, tay sách, ốc với chốt khung dây, tức là linh phụ kiện liên quan đến gọi là kim loại hoặc nhựa, là nhập nguyên kiện từ Trung Quốc, không có gì Việt Nam. Gỗ này là cũng nhập từ nước ngoài, gỗ là nhập từ Malaysia và đóng là tại Việt Nam. Này em nói luôn đấy, không là các bác lại cứ bảo em thế này thế kia, không có đâu. Bên em bán hàng nói thẳng luôn. Còn riêng cái phần tay sách này thôi, bây giờ tính cái tiền phụ kiện nha. Một cặp này, cái tiền phụ kiện đã vào hơn 2 triệu. Nói các bác không bao giờ tin. Tay sách bằng nhôm này, một đôi tay sách này là 160.000 một đôi, nhập Trung Quốc. Tay sách nó có đục lỗ nhá, để vặn ốc đa các cái vào. Đấy. Chốt dây này, chốt dây này, một bộ này nếu mà Việt Nam thì là 980.000 một bộ dây, dành cho 30 hoặc 40 thì nó chỉ chênh lệch nhau hơn 100.000 thôi. Dây này dây 4 chân. Đấy. Bộ khung dây này đã vào vào ship nữa, gọi là 1 triệu à, hơn triệu, 1 triệu 1. 1.250 cả các cái chốt này. Một thùng là có 4 chốt. 4 chốt như này. Đấy. Các bác tính tiền lên nhá. Lưới này là vào hơn 300.000 một tấm. Loại như này nhập Trung Quốc, lưới Việt Nam nó chỉ bằng một nửa thôi. Đấy, lưới nhập Trung Quốc nó sẽ đắt hơn 300 một tấm. 600 cộng với tay sách này gọi là gần triệu, khung dây gần triệu nữa. Đấy, còn hậu mới họng kèn nữa. Hậu mới họng kèn, họng kèn này là vào hơn 300.000 một đôi. Đấy, hậu loa là vào 120.000 một đôi rồi. Hậu Trung Quốc, còn hậu Việt Nam nó rẻ hơn nhiều. Hậu Việt Nam thì nó chỉ có 30 một đôi. Cũng là cái họ A-Zay nhưng mà sao nó đắt thế. Nhiều các bác nói thì các bác lại bảo là bốc phét. Nhưng mà các bác có buôn đâu mà biết được. Bởi vì em đi buôn em nhập nhiều lắm rồi. Bắt đầu em biết. Đây này, trong thùng này. Cái thùng này thì tốn khá là nhiều gỗ nhá. Còn thùng này nếu như đóng mới tại Việt Nam, khuôn thùng như này, rẻ rách cũng phải là vào 1.9 triệu đến vào 2.1 triệu trên một đôi thùng như thế này. Một đôi thùng này là từng ý tiền. Đấy. Tức là tính tiền qua cho các bác nhá. Hơn 4 triệu một đôi rồi. Đấy, nếu mà tính theo kiểu là lấy nẻ. Còn bên em nhận số lượng đơn 200-300 đôi một lần làm, thì một đôi này
giá nên nó sẽ dưới 4 triệu. Còn cụ thể bao nhiêu thì không kể được. Đấy là công nghệ làm ăn, miếng cơm miếng ăn nó như thế các bác nhá. Phụ kiện nó đắt rồi nên là đừng có kêu tại sao bên em bán đắt thế. Em lấy giá đắt phải bán giá đắt, chứ bây giờ lấy đắt lại đi bán rẻ có hâm à, có bây giờ hơi à, đúng không ạ? Còn nhiều anh em là hàng nói thẳng ra là lấy linh kiện rẻ hơn, phụ kiện nó rẻ hơn, bán nó phải rẻ hơn thì gọi là để câu khách và so sánh, gọi là cạnh tranh. Đây em cho các bác xem luôn cái khung dây này, để rất là lâu rồi nha. Nếu như nó rỉ thì nó rỉ hàng loạt. Đây nó chỉ có những cái bằng sắt thép nó rỉ, các bác nhìn thấy rỉ chưa? Đấy. Còn lại ốc bằng inox thì rỉ làm sao được, đúng không? Đây là cái họng kèn cao cấp này. Đấy, họng kèn cao cấp nha, họng xịn của Na dai xịn cao cấp, nhìn trông nó thế. Còn cái họng trung bình rẻ hơn thì còn rẻ hơn nhiều. Đấy. Tất cả đây, thùng này là thùng có bán vài con ốc này, nắp vào thử thí nghiệm. Nói chung là tiền hào của đó thôi, các bác đừng có so giá của bên em lại xong là đi áp giá với các chỗ khác. Giá bên em nó sẽ cao hơn các chỗ khác rất là nhiều, bởi vì lấy là cái phải hàng chất lượng để bán cho các bác, bán cho các bác mấy cái hàng vớ vẩn vậy em không làm. Và cũng nói luôn các bác này, bên em chỉ có các dòng dây lớn nhất là dây đôi 30 chứ không làm dây 40, bởi vì 40 làm nó không hiệu quả. Tại sao không hiệu quả? Bởi vì cái họng kèn ấy, của dây 40 ấy, nó yêu cầu họng kèn nó phải to và lớn hơn cái họng kèn như này. Kèn này là kèn phổ thông nhá. Đấy. Kèn này kèn phổ thông. Còn nếu như các dòng họng kèn là Naray chuyên nghiệp hay là loại khác thì nó còn đắt hơn nữa rất nhiều. Kèn này nó thật các bác, hơn 300.000 nói là đắt. Bên Trung Quốc nó mắng bảo cái kèn rẻ rách này hơn 300.000 nó kêu đắt. Em nói thật, em mua những cái kèn, em đã từng được sờ vào những cái kèn 1 triệu mấy một chiếc, kèn nhôm bé tí con 1 triệu mấy một chiếc, đắt nòi ra, nhưng kèn xịn chính hãng, đến từ thương hiệu BNC, Eaton Sound. Đấy. Và các thương hiệu khác thì nói ra kể ra nó dài dòng lắm. Của PA Audio em cũng sờ rồi, cũng cái loại kèn ấy cũng hơn triệu một tô kèn. À hơn triệu một chiếc kèn. Còn loại nào rẻ thì nó vào gần gần 900 trên một cái họng kèn. Họng kèn của Eminem thì là bây giờ nó bỏ 1.140.000 rồi. Đấy là loại một inch, còn loại 1/4 inch thì nó đắt hơn có mấy chục nghìn thôi, hơn 100.000 nữa thôi. Đây là những cái loại kèn cao cấp của châu Âu hoặc châu Mỹ hoặc là của hãng họ thiết kế. Còn nói thẳng ra cái loại kèn hơn 300.000 này một đôi đừng có nói là đắt, rẻ rách. Còn cái loại kèn mà siêu rẻ nữa, loại trăm mấy một đôi thì không nên chơi. Bởi vì Naray mà các bác lắp cái loại kèn siêu rẻ thế tiếng không đạt được đâu. Đấy đúng không ạ? Còn những cái loại kèn mà nó bé bé con như cái loại kèn DOC hôm trước em có giới thiệu ấy là vào hơn 200.000 một đôi. Loại ấy mới gọi là kèn chất lượng. Ok, thôi được rồi, video giới thiệu Buffet đến đây thôi nhá. Nói thế này là các bác biết là cái hàng này là hàng cao cấp chứ không phải cái hàng trung bình rẻ rách ở trên thị trường. Tay sách bằng nhôm ốp hậu, cái ốp tay sách kia cũng bằng nhôm, khung dây kia là nhập từ Trung Quốc cao cấp. Đấy, chốt dây là các bác nhìn là biết rồi, chốt dây toàn chốt dây cao cấp thôi. Họng kèn cũng còn họng kèn xịn, gỗ thì gỗ nhập khẩu từ Malaysia về đóng gia công tại Việt Nam. Mỗi một đôi thùng này trừ tất cả chi phí đi, anh em thợ chỉ nhét túi được có 200.000 thôi. À đâu, ông chủ xưởng nhét túi được 200.000 trên một đôi, và nhân với số lượng 20-30 đôi trong vòng 2 đến 3 ngày thì mới đủ tiền để nuôi công thợ 30-40 người trên một xưởng. Đấy, để các bác hình dung như thế, chứ đừng có nói là tại sao bên em bán đắt. Bên em bán hàng nó cũng phải có công có lãi để đủ chi phí ăn uống và chi trả cho anh em kỹ thuật viên, anh em thợ. Chứ bây giờ này nói các bác, các bác công ty bảo ăn gì ăn dày thì 300-400.000, 500.000 một đôi. Đóng gói đôi này mất một đôi này mất khoảng tầm 80.000 băng dính bìa với anh em thợ. Đấy, gọi là một nửa ngày hay là một nửa buổi sáng. Đấy. Chứ bây giờ không tính thế thì làm sao mà thợ nó sống được các bạn. Ok, bốc phét thế thôi nhá. Còn các bác nào chê bán đắt tùy, còn bên em là bán chỉ có hàng như thế này trở nên thôi. Cái hàng rẻ rách quá em không làm đâu, cái hàng chất lượng kém quá không làm đâu. Làm các bác độc chửi vào mặt đi. Bây giờ hàng bán phải hàng tương đối chất lượng trở lên. Đây nó thẳng nha, để bao lâu rồi nhá, nó cũng chỉ màu như thế này thôi, còn chưa vệ sinh nhá. Anh em gọi là lấy cái khăn thôi, lấy cái khăn xanh xanh này lau qua thôi chứ chưa có lau sạch. Lau sạch các bác nhìn không khác gì mới. Đây nói luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Ok, kính chào toàn thể các bác.